nyeruk cho huynh sẽ đỡ nó no quá tu à cho cá lòng chỉ sẽ đỡ được chế cho cá lòng thay của cho nuôi đồ nên sai cho nó cho đồ thổ lũ on thì cột lâu cho quá đồ thổ lũ on thì cột lâu chế nếu mà ít lũ thì cho ta xin nó cho lý ở vị trí sự chế cho nó vừa thế kỷ lại cho nó cho đồ cái gì mà thì cột họ cho quá đồ thổ lũ bên thì mà thì cột đó là gì chuẩn nhà đồ khoa quá dùng dùng thôi cho nó cho lâu lâu tuổi sống cổ tuổi lâu ít nuôi ít mò tiền đề ít rồi kể nó ta kỹ năng của tứ lòng cao biết lúc kể lại ta sẽ chuẩn đâu chuẩn thế to luôn nhất trong lần nào nó giờ thì dù mua cho kể hầu là giờ phú chỉ có chị lại nên nó sẽ chỉ có chị thì mà mua nhà đi luôn nhân nó đi luôn nhân nó chuối luôn nhân to rồi còn mua tiền luôn chỉ là mua này nào không còn chỗ chuối luôn mềm mềm nhân để nó đi xuống luôn nhỏ này lúc nào mới cho hòa cho pê nụ ư hòa sông lo sai cho ta đây cho nụ ư này cho nó chê hòa cú nhỏ khó mò dù tố mò chi nụ 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 thì chỉ tu temperature nó ya bây giờ gì tụi nó bây giờ gì đó chỉ mà cứ cho ít lu rồi chùa à cái anh nhát đầu hồ lu hồ nó nhận coi ya bây giờ sạc sức gì à vô trở lu hồ nó vô trở lu hồ bây giờ sạc chủ trì chủ tròn rồi nhát đầu hồ nó chỉ vô lu hồ nó thì cần chờ tụi lấy chi nó thầu tư tụi lấy chi nó nè thầu tư tụi lấy chi nó theo lấy cổ lo nên chỉ mà lấy mất chế nó nè tụi nó đầu thầu lũ on thì cổ lo nè các sẽ tư luôn nọ nè tụi nó giờ và ít tụ lâu cho hồ xe và đa tụ nó nhảy cho lâu ít tụ lâu nè bỏ ít lì kia nó ít lì này giờ tư tiền nông á cho nó nè tụi nó giờ ít họ thế tụi nó ít họ thế nhưng mà nhiều họ họ của ta thì mình họ cho xe cho nó mà họ cho chạy hồ sơ thì chạy nó là chỉ là tụ bỏ ra tụi nó giờ cho xe và hay nữa thì chỉ tụi nó ấy tụ bỏ nó mà cái gì này bỏ nó mà mua cho block thì chạy nữa và hồ sơ nó nè à tụi nó là chỉ giờ cho lầu nữa lò cho lò rồi lò nữa cho nên mà lò nữa cho nên thấy tụ lò mà hồ sơ đã chủ nó sao cho nên mà lò à nhưng mà trâu xa thì mà ít trồng lò cơ này cho nó ư nó là họ nó đã chỉ này là nó đã chỉ bu đã chỉ là thế thì lò thì bu cho ăn hạn vô hồ ta là đối xuất khó cho là bu rồi cho cay đi cho nồng nó đầu thâu con đó chỉ là vừa cho xài bóc cư cho họ pu thế đó là cho nên sửa đời nó hay mà giờ hãy tiến lên từ họ mua xe che sâu xa u nó chỉ à xây của cho này nó chỉ nè u chỉ yêu chủ tốn nó thứ tư này cho cũng thấy để một sửa đời